mà con, dạ? Con biết ông này là ai không? Con biết mà. Phải rồi, làm sao con biết được? Người này là cha ruột của con đó. Hả? Cha ruột của con? Con ơi, 19 năm tuổi tù quán ức, nay cha con vượt ngục trở về. Con lại nhìn cha con đi, để cho cha con đỡ tuổi. Lại đi con, lại mừng cha con đi. Lưng con ba con sum họ.